chào các bạn, mình là Dũng đến từ sporthouse.vn. Thì ngày hôm nay Dũng và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái mẫu vợt của Babolat đang phổ biến tại thị trường Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng vợt Pure Stride và Pure Aero. Hãy like fanpage của Sporthouse cũng như subscribe kênh YouTube của Sporthouse để không bỏ lỡ những clip về tennis mới nhất tại thị trường Việt Nam. Và cái vợt đầu tiên mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là dòng vợt Babolat Pure Stride. Pure Stride là cái dòng vợt mà được Babolat dường như thiết kế dành riêng cho Dominic Thiem. Bắt đầu từ cái dự án Project 177 đến năm 2019 đã là thế hệ thứ 3 của dòng vợt Pure Stride. Và đối với thế hệ thứ 3 này của mình thì Babolat đã mang đến cái công nghệ Control Frame. Vâng, riêng cái tên thôi là chúng ta đã có thể tưởng tượng ra cái vợt này đánh như thế nào rồi. Control Frame cung cấp thêm cái sự kiểm soát cũng như là cái cảm giác bóng dành cho người chơi, đặc biệt khi chúng ta so sánh với dòng vợt Pure Drive và Pure Aero. Các bạn có thể nhìn thấy là dòng vợt Pure Stride có cái độ dày cũng vượt mỏng hơn, nhỏ hơn so với cả Pure Drive hay Pure Aero, nhưng mà cái độ ổn định và chắc chắn khi tiếp xúc bóng của cây vợt này là tương đối ấn tượng, và đặc biệt là cái mật độ dây đã được bố trí lại giúp cho cây vợt này có khả năng tạo xoáy tốt hơn cũng như là tăng cường cái lực bóng. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm cây vợt Babolat Pure Stride thế hệ thứ 3 là có một cái thiết kế vô cùng bắt mắt, ấn tượng, phải nói là đẹp. Rất nhiều người chơi đã mua cây vợt Pure Stride chỉ vì cái nước sơn, chỉ vì cái thiết kế này của Babolat. Thực sự là rất là đẹp mắt, các bạn có thể dễ dàng chứng kiến cái điều này. Ngoài ra thì nhiều thử nghiệm đã cho thấy rằng là Pure Stride thế hệ thứ 3 đã đánh bại thế hệ trước đó bởi cái khả năng kiểm soát bóng, cái cảm giác bóng vượt trội của mình so với thế hệ trước đó. Và cái điều mà mình quan tâm hơn đó chính là cái công nghệ C2 Pure Feel đã được Babolat tích hợp ở góc 3 giờ và góc 9 giờ trên cây vợt này. Đây là một cái chất liệu cao su dẻo vô cùng đặc biệt được Babolat tích hợp ở góc 3 giờ và góc 9 giờ nhằm mang đến lại độ êm ái, thoải mái cho người chơi trong tất cả những tình huống tiếp xúc bóng của mình. Với rất nhiều công nghệ đã được cập nhật và bổ sung của mình, Pure Stride thế hệ thứ 3 sẽ mang lại cho người chơi cái cảm giác bóng nằm trên mặt vợt lâu hơn cũng như là cảm giác thoải mái hơn trong từng cú đánh. Pure Stride thực sự là phù hợp với những cái người chơi có kỹ thuật tốt, ưa thích kiểm soát cái cảm giác bóng. Và những cái người chơi kỹ thuật tốt thì cái khả năng kiểm soát bóng, control, là cái điều vô cùng quan trọng dành cho những người chơi có kỹ thuật cao, bán chuyên hay là chuyên nghiệp. Bởi vì khi đó, khi mà các bạn có một cái kỹ thuật tốt thì các bạn cần kiểm soát đường bóng, hướng bóng cũng như là kiểm soát cái lực bóng của mình. Thì Pure Stride mang lại cái điều này cho người chơi tennis, không chỉ là tennis phong trào mà là tennis chuyên nghiệp. Nhắc đến Babolat Pure Drive là chúng ta nhắc đến power, gia tăng lực bóng. Thì nhắc đến dòng vợt Babolat Pure Stride, chúng ta hãy nhắc đến control, khả năng kiểm soát bóng. Và những cái trọng lượng vợt Babolat của cái dòng vợt Babolat Pure Stride tại Việt Nam thì trải dài từ trọng lượng từ 265g, 285g, 300g và 305g. Đặc biệt ở cái bản 305g thì chúng ta có hai mật độ dây là 16-19 và 18-20. Vâng, tất nhiên đối với người chơi phong trào tại Việt Nam thì cái trọng lượng 285g vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu của những người chơi tennis phong trào tại Việt Nam. Nhưng mà đối với cả trình độ tennis bán chuyên cũng như chuyên nghiệp thì cây vợt 300g và cây vợt 305g lại là cái sự lựa chọn hàng đầu. Đây là một cây vợt mang đến sự kiểm soát vô cùng ấn tượng dành cho người chơi tennis. Khi nhắc đến Babolat, chúng ta không thể không nhắc tới dòng vợt Pure Aero. Khi nhắc đến Pure Drive, chúng ta nhắc đến Power. Pure Stride, chúng ta nhắc đến Control. Và Pure Aero, chúng ta sẽ nhắc đến Spin, khả năng tạo xoáy. Pure Aero là một dòng vợt phù hợp với tennis hiện đại ngày nay. Đây là một cây vợt phù hợp với cả lối đánh nhanh, giàu sức mạnh cũng như là thiên về tạo xoáy. Tất cả những công nghệ, những thiết kế của Babolat dành cho dòng vợt Pure Aero đều nhằm một mục đích chính, đó là tạo xoáy và tạo xoáy nhiều hơn nữa. Slogan của dòng vợt Pure Aero lần này chính là Spin Machine, máy tạo xoáy. Tất cả những cái thiết kế của Babolat như là công nghệ khí động học dành cho cái phần thiết kế khung vợt, cũng như là Spin Gromet, FII Spin, FII Power đều nhằm một mục đích là giúp người chơi tạo xoáy một cách dễ dàng hơn. Và thực sự, như mình đã chia sẻ trong nhiều clip trước đây,
Bill Arrow là một cây vợt giúp người chơi có thể tạo xoáy một cách dễ dàng nhất mà chưa cần phải thay đổi về kỹ thuật cũng như là cải thiện về kỹ thuật, đã mang đến cho người chơi những cái đường bóng xoáy nhiều hơn, xoáy công hơn và sâu hơn sang phần sân của đối phương. Ballad Pure Arrow mang đến cái khả năng tạo xoáy một cách dễ dàng cho người chơi. Nhưng mà cái nhược điểm mà người chơi cũng phải chấp nhận khi sử dụng dòng vợt Ballad Pure Arrow đó là cái hiện tượng xô dây sẽ xảy ra một cách thường xuyên hơn và nhanh hơn. Do đó mà người chơi cũng phải đi căng lại cước một cách thường xuyên hơn. Và một cái nhược điểm nữa của dòng vợt Pure Arrow cũng như dòng vợt Ballad đó chính là độ cứng tương đối cao. Và Ballad biết điều này và Ballad đã bổ sung cái công nghệ Cortex Pure Fill vào khung vợt Ballad Pure Arrow là góc 3 giờ và góc 9 giờ. Một chất liệu cao su dẻo vô cùng đặc biệt nhằm hấp thu các cái rung động khi người chơi tiếp xúc bóng, mang lại cái cảm giác êm ái hơn và thoải mái hơn dành cho người chơi trong mỗi lần tiếp xúc bóng. Ballad Pure Arrow chính là một cây vợt vô cùng phù hợp với tennis hiện đại, nhanh, linh hoạt, nhiều lực và nhiều xoáy. Dưới đây thì Dũng sẽ gửi đến các bạn một cái bảng tổng hợp trọng lượng những cây vợt của dòng vợt Ballad Pure Arrow phổ biến tại thị trường Việt Nam. Và đối với dòng vợt Pure Arrow này, cái giải trọng lượng sẽ đi từ 255g cho đến 300g. 255g, 270g, 285g và 300g. Đặc biệt là Pure Arrow có một cái bản Pure Arrow Plus là cái cây vợt cán dài hơn. Đây là một cái mẫu vợt mà ít phổ biến tại thị trường Việt Nam. Các bạn nên trải nghiệm những cây vợt Plus sẽ mang lại cái lực bóng vô cùng ấn tượng và vô cùng mạnh mẽ dành cho người chơi. Đây là ba mẫu vợt vô cùng phổ biến và thông dụng tại thị trường Việt Nam. Nhắc đến Pure Drive, các bạn hãy nhắc đến Power. Nhắc đến Pure Drive, các bạn hãy nhắc đến Control. Và nhắc đến Pure Arrow, các bạn hãy nhắc đến Spin. Nếu các bạn còn chưa đưa ra được cái lựa chọn của mình khi lựa chọn cây vợt nào của Ballad, hãy liên hệ với Sport House. Chúng tôi sẽ tư vấn một cách nhanh nhất, tận tâm nhất, chuyên nghiệp nhất và đặc biệt là miễn phí. Hãy like fanpage của Sport House cũng như subscribe kênh YouTube của Sport House để không bỏ lỡ những clip tennis mới nhất tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.